giới thiệu sơ con chim nhé. Con chim này nó tầm 4 tháng. Mình có bán cho một anh khách nhưng anh ấy về như không biết anh ấy nuôi kiểu gì ấy. Anh đến tận nhà anh mua mà. Anh nuôi kiểu gì mà bây giờ nó thần đét luôn, nó yếu, nó thần đét luôn. Hoát thì suốt ngày. Nhưng tại vì nó yếu quá. Thế nên mình mới hỏi ra thì anh bổ là anh về anh cho ăn cám hiển số 2. Nên là cho ăn cám hiển số 2 mình nghĩ là nó bị tụt, nó bị kích quá nên là bây giờ nó suy con chim. Nó là con chim mộc anh em nhé. Mình về mình nuôi lại đến một tuần nay rồi. Bây giờ bắt đầu thấy nó mới ổn định lại đây. Con chim rất là đẹp. Tố chất luôn. Anh ở cách nhà mình có 7-8 cây số, anh xuống đến tận nhà anh bắt. Anh về anh nuôi cái như kiểu này thích quá, anh chăm quá. Mà cho ăn cái cám, cứ nghĩ là cho ăn cám ngon là được. Anh ngủ về thời gian đầu nó hoắt suốt ngày. Nhưng tại vì là chắc là nó bị do kích mạnh quá, nó yếu cái đường ruột anh em ạ. Chim mộc mà. Chim mộc mà mình cho ăn như thế. Chim già mình cho ăn chứ còn chết chứ đừng có nói chim mộc. Nên đây hôm nay mình cũng tiện mình đăng cho mình nói cẩn cho anh em là nuôi con mộc nó cứ phải từ từ thôi anh em, đừng cho ăn nó tốt quá. Và tiện đây nhé, anh em nào cũng kết con hàng này về chăm, mình chăm mình dưỡng lại đến vụ đông tới này, cà phê cà pháo hoặc là nghe hót chơi thì con chim này nó rất là đẹp và mau mổ, hót giọng cực hay, nhiều giọng lắm. Mà đặc biệt là cái dạo đầu tiên ấy là nó rất là gấu, rất là máu lẫn nhau. Anh em con chim này gột mồi cũng được luôn. Bây giờ mình chỉ cần treo rời tay, treo chỗ nào nó cũng hót. Mà thuần luôn, mình cầm tay cho anh em xem nhé. Đấy. Nó 4 tháng anh em ạ, chuẩn zin luôn.